Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Và hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu cho bức tranh Doraemon cùng bạn Nobita và Suka. Các bạn ấy đang cùng với chiếc máy quay ngược thời gian của bạn ấy đang bay ở trên không trung nha các bạn. Đây là bức tranh của ba bạn. Thứ nhất là Doraemon và thứ hai là Nobita và thứ ba là Suka nha. Ok, và để tô màu cho bức tranh này thì mình sẽ sử dụng đến bộ bút màu. Nhất là bộ bút màu thông minh, thì bộ bút màu thông minh của mình bao gồm bên ngoài nó có ba hình cậu bé màu đỏ, cậu bé màu vàng, cậu bé màu xanh. Thì ba cậu bé này đẹp đại diện cho ba màu, đó là màu đỏ thì giúp nhớ lâu hơn, màu vàng thì giúp sáng tạo hơn và màu xanh thì giúp tập trung hơn nha các bạn. Và đây là bộ bút màu thứ hai, đó chính là bộ bút màu Doraemon. Mình cũng sẽ sử dụng màu bút màu Doraemon để tô luôn cho bức tranh của bạn, những bạn Doraemon nha các bạn. Hôm trước mình có một quyển tập tô về các bạn Doraemon thì mình nhìn thấy luôn cái bút màu Doraemon này, thế mình sẽ mua luôn để tô cho nó cùng bộ nha các bạn. Ok, và tiếp theo bây giờ sẽ phải đi vào phần tô màu. Thì trước khi đi vào phần tô màu thì mình sẽ mô tả một chút qua cái bức tranh nha các bạn. Thì trong bức tranh của mình ấy là có ba bạn, thứ nhất là bạn Doraemon thì bạn đang ở bên dưới, bạn có một hai cái cánh để bay và có một cái gọi là cái cánh quạt ở trên đầu ấy, là các bạn ấy dùng cái cánh quạt này để các bạn ấy bay lên trên cao ấy. Và tiếp theo là bạn Suka ở ngay phía đằng đầu đằng sau của bạn Doraemon, và xa xa nữa là bạn Nobita nha các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ đi vào phần tô màu. Thì trước tiên đi vào phần tô màu, mình sẽ tô những cái gì mà mình nhìn thấy đầu tiên ở phần trên đầu. Thì mình có nhìn thấy cái màu vàng là cái phần các cái cánh quạt ở trên đầu đang quay các bạn. Mình sẽ sử dụng màu vàng bên một bút màu thông minh để mình tô cái phần cái cánh quạt đấy nha. Và tiếp theo mình sẽ tô được, mình đã tô xong cái phần cánh quạt của bạn Nobita rồi các bạn ạ. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu đen để mình tô cái mái tóc của bạn Nobita nha. Mình sẽ sử dụng màu đen đây. Ok, mình đã tô xong phần mái tóc của bạn Nobita, và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu hồng nhạt để mình tô phần da của bạn Nobita ở phía mặt nha. Mình đã tô xong cái phần da của bạn Nobita rồi, và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh cố để mình tô cái phần cổ áo của bạn Nobita. Ok,
Ok, và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh lá. Mình sẽ sử dụng màu xanh lá đậm để mình tô cái áo nha. Màu xanh này nó hơi nhạt bạn, mình sẽ sử dụng những màu xanh ở bên bộ bút màu Doraemon mình phối ở bên trên nha. Ok, như vậy là mình đã tô xong cái áo của bạn Nobita rồi. Và tiếp theo mình sẽ tô hai cái bàn tay. Thì mình lại sử dụng cái màu hồng nhạt để mình tô hai bàn tay của bạn Nobita. Và còn một điểm phần trên nữa mà mình chưa tô đó chính là phần lưỡi của bạn Nobita. Thì phần lưỡi và phần khoang miệng có màu đỏ các bạn ạ. Mình sẽ sử dụng màu đỏ để mình tô cho cái phần miệng của bạn Nobita nha. Ok, và tiếp theo mình lại sử dụng màu hồng để mình tô hai đôi chân của bạn Nobita. Và tiếp theo mình lại tiếp tục tô đến đôi giày của bạn Nobita là màu cam các bạn ạ. Mình sẽ sử dụng màu cam để mình tô cái đôi giày của bạn Nobita. Mình sẽ tô sang đôi dép thứ hai, đôi dép bên chân bên phải của bạn Nobita nha.
này còn chưa tô cái phần quần của bạn Novita các bạn ạ. Cái quần của bạn Novita là màu xanh đậm ý. Mình sẽ sử dụng màu xanh bên bộ bút màu Doraemon nha. Ok, mình sẽ sử dụng màu xanh bên bụi màu thông minh này, mình phối lại một chút cho nó màu mịn. Ok các bạn ạ, như vậy là mình đã tô xong bạn Novita rồi. Tiếp theo mình sẽ tô sang bạn Suka. Và mình lại sử dụng cái màu vàng để mình tô cái quạt ở bên trên đầu của bạn Suka nha. Nam ơi, Nam, mẹ đang quay nhá. Ok, và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu đen để mình tô cái phần mái tóc. Mái tóc, cái màu đen này của mình nó hơi bị sáp, mình bóc một chút. Ok, mình sẽ tô mái tóc của bạn Suka. Ok nha các bạn, mình đã tô xong cái mái tóc của bạn Suka rồi và tiếp theo mình sẽ tô đến phần da nha. Phần da thì mình lại sử dụng màu hồng. Okay, và mình sẽ lại sử dụng màu đỏ để tô kỷ niệm của bạn Suka. Okay. Và tiếp theo là một màu hồng nhạt để tô phần cổ áo của bạn Suka.
là mình sẽ phải tiện những cái phần bút màu này cho nó nhọn đi các bạn, để cho mình tô màu nó dễ. Theo mình lại sử dụng hồng nhạt để mình tô hai bên tay. Và mình sẽ lại sử dụng màu xanh để mình tô cái váy của bạn Suka. Đấy là một chiếc váy màu xanh. Mình dùng màu xanh với bụng màu Doraemon để mình phối nha, bởi vì cái màu xanh này nó hơi nhạt các bạn ạ. Và mình lại sử dụng màu hồng nhạt để mình tô cái da chân của bạn ý. Ok. Cái này nó toàn chi tiết nhỏ thôi các bạn ạ. Mình thế mình phải đổi màu liên tục. Tiếp theo mình sẽ tô lên đôi giày của bạn ý là màu hồng các bạn ạ. Mình sẽ tô đến bạn Doraemon thì mình lại sử dụng những cái phần màu vàng của bạn Doraemon này thì là màu vàng nhạt thôi các bạn ạ, thì mình cũng vẫn sử dụng màu vàng đó mình tô, nhưng mình sẽ tô nhạt nha. Ok. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh đậm để mình tô cái phần này là phần lông của bạn Doraemon. Mình sẽ tô hết những phần lông của bạn Doraemon, sau đó mình sẽ chuyển sang phần khác nha.
Mình sắp tô xong cái phần lông ở cái mặt nha. Okay. Mình đã tô xong cái phần phía trên mặt của bạn Doraemon và tiếp theo mình sẽ tô xuống phần dưới là phần bụng, phần người và phần hai cánh tay cùng phần chân của Doraemon luôn nha. Đã tô xong cái phần người phần chân rồi, tiếp theo mình sẽ tô ra hai cánh tay. Và cánh tay của bạn Doraemon này cũng có cả màu vàng các bạn ạ. Mình sẽ sử dụng màu vàng tô luôn hai bên cánh tay nha. Nam ơi, Nam, mình sẽ tô luôn cái cà là vạt bạn Doraemon mà bạn đang đeo ở trước người ấy các bạn ạ. Cái cà là vạt này của bạn thì có hình ngôi sao bốn cánh màu vàng và một cái phần mũi tên nữa. Mình sẽ tô cái phần màu vàng trước.
tiếp theo mình sẽ sử dụng màu đỏ để mình tô cái phần cà vạt, vừa lấy mình tô ở phần giữa nó có màu đỏ các bạn ạ. Ok, và tiếp theo mình sẽ tô đến màu đỏ phần ở trong khoang miệng của bạn bạn Doraemon này có màu đỏ các bạn ạ. Ba bạn Doraemon này, à ba bạn của trong nhóm bạn Doraemon là bạn Doraemon này, bạn Suka và Nobita ấy, thì đang bay trên không trung, và có duy nhất bạn Doraemon là có chiếc cánh đang rộng hai bên để bay thôi các bạn ạ. Tiếp theo mình sử dụng màu cam để mình tô cái phần lưỡi nha các bạn. Okay, và tiếp là mình sẽ sử dụng màu xanh để mình tô hai cái cánh của bạn Doraemon nữa là xong nha các bạn. Mình sẽ sử dụng màu xanh đậm lên bộ bút màu Doraemon để mình phối cái phần màu xanh vừa mình tô nha. Ok. Như vậy là trong video này mình đã hoàn thiện bức tranh ba bạn. Đó, thứ nhất là bạn Doraemon, và thứ hai là bạn Suka đây nha, và thứ ba là bạn Nobita đây các bạn. Đây là bức tranh mẫu và bức tranh mình đang tô, bức tranh mẫu ở phía trên nha, còn bức tranh mình tô là ở phía dưới nha các bạn. Đó, các bạn thấy hai bức tranh có giống nhau không đây nha. Đây là bức tranh mẫu này, đây là bức tranh mình tô này. Ok, như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn tô xong cho ba bạn. Thì video của mình xin dừng tại đây. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Và hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu cho một chú Doraemon và chú mèo Doremi nha các bạn. Và đây là bức tranh của chú Doraemon và chú mèo Doremi mà mình sẽ hướng dẫn tô màu trong video ngày hôm nay nha các bạn. Và để tô màu cho cái bức tranh của chú Doraemon và Doremi này ấy,
thì mình sẽ sử dụng đến bộ bút màu, đó chính là bộ bút màu Doraemon xanh này, là cái màu vừa trợ giúp thôi các bạn ạ. Còn mình sử dụng màu chính, đó chính là màu thông minh nha các bạn. Và đây là bức ở đây là bộ bút màu thông minh mà mình sẽ sử dụng chính trong video này nha. Và cả hai bộ bút màu này của mình thì mình đều mua ở trên hiệu sách các bạn ạ. Và chiếc vỏ của bộ bút màu thông minh thì bên ngoài nó có bà hình của ba cậu bé, thứ nhất là cậu bé màu đỏ, và thứ hai là cậu bé màu vàng, và thứ ba là cậu màu xanh, đại diện cho ba màu đỏ, vàng, xanh. Màu đỏ thì giúp chúng ta nhớ lâu hơn, màu vàng thì giúp chúng ta sáng tạo hơn, còn màu xanh thì giúp cho chúng ta tập trung hơn nha các bạn. Ok, và còn cái bộ bút màu Doraemon này thì ở bên ngoài thì nó có hình của chú Doraemon, đằng sau thì đầy đủ các bạn. Thứ nhất là bạn Doraemon, thứ hai là Nobita, thứ ba là Suka, và thứ tư là chú mèo Doremi này, thứ năm là Sugi này, và thứ sáu là trai em nha các bạn. Thứ năm là trai em và thứ sáu là Sugi, đã có ở trên cái hình của cái vỏ bút màu Doraemon này với nha các bạn. Và cả hai bộ bút màu này đều có những thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo ở phần vỏ bao bì rồi, và nó được đảm bảo chất lượng một của một nhãn hàng rất là uy tín, đó chính là hãng bút Thiên Long nha các bạn. Ok, và tiếp theo và tiếp tục mình sẽ đi vào phần tô màu. Và để tô màu cho bức tranh này thì đầu tiên mình sẽ sử dụng màu hồng để mình tô cho bạn cái tai của bạn bạn Doremi trước, thì mình sẽ sử dụng màu hồng này xem có phù hợp không nha các bạn. Cái màu hồng này thì mình thấy nó hồng mà, nó hồng kiểu hồng, nó hồng không được đậm, nhưng mình sẽ thử màu này sau tí mình sẽ thử phối cái màu với bộ bút màu Doraemon nha. Và tiếp theo mình sẽ tô đến cái tai phía bên trái của bạn Doremi. Sau khi mình sử dụng cái màu đỏ, màu đây là màu hồng, hồng kiểu hồng, hồng đậm các bạn, thì mình sẽ sử dụng cái màu hồng ở bên bộ bút màu Doraemon mình phối xem nó có ra màu đậm hơn không nha các bạn. Bạn Doraemon, bạn đang cộng bạn Doremi ở trên lưng nha các bạn. Bạn Doremi là rất dễ thương. Và hai bạn mèo này là hai bạn mèo rất là thông minh nha. Okay. Và mình sẽ sử dụng màu hồng đậm ở bên bộ bút màu
Doraemon này mình phối nha các bạn. Nó cũng ra kiểu màu, màu kiểu đậm mà. Mình sẽ thử màu, màu hồng này nha các bạn. Nó kiểu màu giống như màu đỏ ấy. Mình sẽ phối một chút. Thế mình sẽ tô màu đỏ ở dưới và tô màu hồng ở bên bộ bút màu thông minh bên trên để cho nó mịn hơn các bạn. Ok, tiếp theo là mình sẽ sử dụng màu vàng để mình tô cái xung quanh cái bộ lông ở phía mặt và dưới người của bạn Doremi nha. Mình sẽ sử dụng màu vàng ở bên bộ bút màu Doremon mình tô phần nền, và tí nữa mình sẽ sử dụng màu vàng ở bên bộ bút màu thông minh mình phối nha các bạn. Cái đầu ngón tay của mình bị sao mà nó lại đỏ sưng như này. Mình đang tô cái phần ở bên tay của bạn Doremi nha các bạn. Có một chiếc tay bạn đang bám lên cái phần đầu của bạn Doremon ấy. Mình đã tô đến cái phần lưng của bạn Doremi và tiếp theo mình sẽ tô luôn phần chân nha. Ok, và mình sẽ sử dụng màu hồng bên bộ bút màu thông minh để mình phối để cho nó mịn màu nha. Đó,
rất là mịn luôn. Ok, và mình sẽ tô cái khăn cổ của bạn Doremi là màu xanh dương các bạn ạ. Mình sẽ sử dụng màu xanh dương để mình tô cho cái phần khăn cổ của bạn Doremi. Ok, và tiếp theo mình lại sử dụng màu hồng để mình tô cái phần bụng của bạn Doremi nha. Chiếc bụng của bạn Doremi mình đã phối nha các bạn. Doremi gì mình không biết là bạn nào bài hát có liên quan từ Doremi. Và bạn Doremi này bạn có một chiếc đuôi cũng màu hồng, cái đuôi giống như bông hoa và cái phần nhụy của nó màu hồng nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang còn một chút nữa, đó chính là phần miệng của bạn Doremi là màu đỏ với màu lưỡi thì màu cam, miệng thì màu đỏ nha các bạn. Ok, và tiếp theo là màu đỏ để mình tô cái miệng của bạn Doremi. Ok, và tiếp theo mình sử dụng màu xanh nha. Mình sẽ sử dụng màu xanh đậm. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu xanh dương ở bên bộ bút màu Doremon. Mình sẽ tô nền. Sau đó mình sẽ sử dụng màu xanh dương đậm ở bên bộ bút màu thông minh mình phối nha.
mình sẽ tô hết cái phần lông ở phía trên đầu của bạn Doraemon trước, sau đó mình sẽ phối và mình lại chuyển sang cái phần mồm, phần miệng và phần lưỡi nha. Ok, và mình sẽ sử dụng màu xanh đậm để mình phối. Ôi ngủ quá các bạn ơi. Ôi trời ơi, mình không quên thức muộn đâu các bạn ạ. Và mình muốn, rất là muốn đi ngủ. Không biết mình có quay nổi hết được cái video này không các bạn ạ. Nhìn cái mắt của mình này, nó sụp hết cả xuống luôn đấy. Mà chắc mình sẽ vẫn phải cố thôi các bạn ạ. Nếu mình không còn ngủ thì mình sẽ nói nhiều, nhưng mà tại mình ngủ quá mình không thể nói nữa. Okay. Tiếp theo mình sẽ tô cái mũi của bạn Doraemon, thì mình sẽ sử dụng màu đỏ bên bộ bút màu Doraemon mình tô, sau đó mình sẽ phối lại cái màu đỏ bên bộ bút màu thông minh nha. Sử dụng màu đỏ để mình phối lại cho mịn. Ok, tiếp theo mình lại tô đến cái phần miệng, thì mình cái phần khoang miệng của bạn Doraemon là màu đỏ, mình sẽ sử dụng màu đỏ để mình tô phần khoang miệng nha.
tí mình sử dụng màu đỏ thì mình tô lại để cho nó mịn và nó cũng sậm hơn một chút đấy các bạn ạ. Ok, và mình sẽ sử dụng màu đỏ để mình phối lại nha. Mình phối lại sẽ mịn ngang luôn các bạn. Mình sẽ chỗ nào sần sùi mình sẽ tô cho nó mịn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ sử dụng màu cam để mình tô cái phần lưỡi của bạn Doraemon nha. Màu này nó bị tầy như này, vì thế là nó rất là khó tô các bạn ạ. Ok, và mình sẽ sử dụng màu cam với bộ bút màu Doraemon để mình phối, bởi vì cái màu bên bộ bút màu thông minh nó hơi nhạt các bạn. Đau đầu, một tóc lên nó đau đầu. Ok nha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ tô đến cái vòng cổ nha, cái vòng cổ và cái chuông ở cái cổ bạn Doraemon. Mình sẽ sử dụng màu đỏ để mình phối trước nha các bạn.
Và mình sử dụng màu đỏ để mình phối nha. Bạn Doraemon mình chỉ cần sử dụng 3 màu, đó chính là màu xanh dương, màu đỏ, màu cam, còn màu vàng là cái phần chuông nữa. Còn bạn Doremi thì mình sử dụng tất cả là 3 màu như các bạn, đó là màu vàng, màu hồng đậm và màu xanh dương. Màu đỏ nó vào một chút trong cái miệng nữa. Ok, và tiếp theo mình sử dụng màu vàng để mình tô cái chuông. Mình lại sử dụng màu vàng với một bút màu thông minh để mình phối nha. Ok, và tiếp theo mình sẽ tô xuống cái phần chân và phần thân của bạn Doraemon. Thì mình sẽ sử dụng cái màu xanh dương nha các bạn. Mình tô xong cái màu xanh này thì mình lại sử dụng màu xanh bên bộ bút màu thông minh, là màu xanh dương đậm, để mình phối cho nó mịn và cho nó đậm một chút nha các bạn. Và mình sẽ sử dụng màu xanh đậm này để mình phối nốt nha các bạn. Ok, sau khi tô thì mình sẽ cất màu vào trong hộp bút đó nha các bạn. Ok, như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn tô màu xong các bạn là Doremi và Doraemon nha. Và đây là bức hình của mình. Ok, như vậy là video của mình đến đây là kết thúc.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.